tất cả các bạn. Bình thường thì mỗi chúng ta đều sẽ quan tâm đến gương mặt của chúng ta là đầu tiên. Mình thấy các bạn ai cũng sẽ chăm sóc cho da mặt rất là kỹ. Chúng ta sẽ có serum, chúng ta sẽ có nước hoa hồng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, vân vân và vân vân, và cả body cũng vậy. Nhưng mà có một bộ phận mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất là lơ là, đó chính là đôi chân của chúng ta. Thời gian gần đây, khi mà chân của mình đã bắt đầu cảm thấy nó quá khô, nhiều khi mình không để ý, nhưng mà đôi lúc ví dụ như ngồi cắt móng chân chẳng hạn thì mình lại cảm thấy là ồ, sao chân mình sao dạo này nó sạm quá, nó bị khô quá. Đó là vì lý do các bạn ra ngoài đường giữa trời nắng nhưng mà các bạn không che chắn cẩn thận. Ví dụ như các bạn trai, mình có thể thấy là các bạn đi những đôi giày bata, đôi sneaker hoặc là đôi giày tây thì nó sẽ che chắn lại cho bàn chân của các bạn. Nên nếu như các bạn nữ có để ý thì các bạn sẽ thấy là bàn chân của các bạn nam sẽ trắng hơn các bạn nữ khá là nhiều. Đầu tiên chúng ta nên tẩy tế bào chết cho chân để đắp mặt nạ được tốt hơn. Gấu đang sử dụng sản phẩm của Innisfree. Ngoài ra chúng ta có thể mua sản phẩm tương tự của Etude House hoặc là Natural Republic hoặc là một số nhãn hàng khác nữa. Thiết kế bên ngoài nhỏ gọn, khi ta cắt lớp vỏ bên ngoài ra có thể ngửi được mùi thơm rất là thơm. Có thể thấy hình dáng của mặt nạ này là hình đôi tất để cho chúng ta tiện xỏ chân vào mà vẫn đi lại và làm mọi việc bình thường. Thật là lạ đúng không các bạn? Cảm giác khi các bạn mang đôi tất dưỡng ẩm này vào là rất là mát. Hy vọng chúng ta sẽ có được một kết quả ưng ý nhé. Cảm nhận của Gấu khi mà vừa mới đắp mặt nạ chân xong là rất là mềm mại, rất là thích. Và sau khi mà chúng ta đã sử dụng nạ cho chân rồi thì mình nghĩ bước kế tiếp chắc chắn chúng ta sẽ phải bôi kem dưỡng da. Đây là L'Occitane, loại dưỡng da chân mà Gấu hay sử dụng. Đây là một nhãn hiệu của Pháp. Và mình sử dụng cho chân của mình là loại dry skin. Khi thoa kem, các bạn massage nhẹ nhàng cho kem dưỡng thấm vào chân nhé. Và chúng ta nên sử dụng hàng ngày sáng và tối để cho kem có thể phát huy được tác dụng. Thật ra nó cũng không có gì làm khó khăn lắm. Cũng giống như chúng ta chăm sóc da mặt thì những lúc mà chúng ta đắp mặt nạ thì có thể chúng ta sẽ đắp luôn mặt nạ cho chân, hoặc là chúng ta sẽ luân phiên những ngày khác khi mà chúng ta có đủ thời gian, hoặc là vào những ngày thứ bảy và chủ nhật vào để bảo vệ cho đôi chân của chúng ta luôn trắng trẻo và mịn màng. Đó chính là khi mà chúng ta ra đường, điều đầu tiên là các bạn nên bôi kem chống nắng cho chân. Chúng ta chỉ thường xuyên nhớ là bôi kem chống nắng cho mặt và cho toàn thân. Chúng ta nên chú ý một chút khi mà chúng ta bôi kem chống nắng cho chân nữa nhé. Và sau đó nếu như các bạn không ngại mất thẩm mỹ thì chúng ta có thể mang giày và mang theo tất. Chúng ta chỉ mang một lúc thôi, và khi chúng ta đến chỗ làm hoặc là chúng ta đến chỗ học thì chúng ta có thể cởi ra. Đó là một cách để bảo vệ đôi chân của chúng ta mịn màng hơn, đẹp hơn. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.